Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 10 giờ 15 phút ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024. Bản của mình buổi sáng nay mất điện, mất đến trưa mới có. Đấy. Thế nhiều anh em huynh đệ bảo là đến trưa mới có. Nên thì sáng giờ cũng chẳng làm được cái video nào cả. Sáng làm được cái video giới thiệu bằng cassette. Thế nhưng mà định sang bản bên để nhờ wifi để tải lên, thế nhưng mà việc nọ việc kia cũng chẳng sang được, thì thôi ở nhà nha, ở nhà đợi điện để lại tiếp tục giới thiệu với lại các thượng đế. Ở đây là ba chiếc đài mono, ba chiếc đài mono, đài mono, đài Sony, model là CF 1630 1630, và đây là Sony 1610. CF 1610 này. Đấy. Và cái đài ở đằng sau này. Đài này nặng như cục sắt. Đài này cũng là đài Sony. Rơi mất cái tem ở đằng trước rồi. Đây, cũng là Sony. Sony gì đây, model gì đây? Đây model này. Sony CF 145. Đằng sau có cái chữ nào nữa thì hay là nó mờ rồi, hay là nó chỉ có 145 đâu. Hay là 145 50. Ba cái chiếc đài mono này xin thưa với lại quý vị và các bạn. Ba cái chiếc đài mono này của một người anh em ở tỉnh Đắk Nông gửi vào đây cho mình từ năm ngoái cơ. Năm ngoái mình nhiều việc quá mình không làm kịp. Nên ra sang năm nay thì mới làm được. Thì ba chiếc này thì làm được hai chiếc rồi, làm được hai chiếc rồi. Đấy. Tuy nhiên là cái số điện thoại của người anh em lại không liên hệ được. Thế là buổi sáng ngày hôm nay làm cái video để coi như là người anh em ở Đắk Nông mà xem được ấy, thì vui lòng liên hệ với mình. Với lại số máy thì người anh em biết rồi, 0368888479 để mình gửi hàng lại trả cho người anh em. Ba chiếc thì mình làm được hai chiếc thôi, còn chiếc này không làm, không sờ vào. Làm những cái chiếc đài mono này, thứ nhất là nó cái linh phụ kiện để thay thế không hề đơn giản. Giống như những chiếc đài nội địa mà các loại đài mà ngoại hình nó bé bé, đài mini ấy. Làm thứ nhất là lâu, cái thứ hai là linh phụ kiện thay thế nó không có. Đài linh phụ kiện của đài hàng xuất mà lắp vào đài nội địa không được, không được. Đấy, thế nên là hai chiếc này cố gắng phấn đấu làm, chứ còn chiếc này thì thôi chịu, trần vần chịu, mất nhiều thời gian là điểm nhất. Điểm thứ hai là chiếc này nó giờ nó cũng trần vần tịt hẳn, và cái ngoại hình của nó cũng như này, nó cũng không được mỹ miều cho lắm, nên là thôi không làm, chịu làm hai chiếc rồi nhá. Một lần nữa tha thiết mong người anh em ở Đắk Nông gửi cho mình ba cái chiếc này. Người anh em gửi lần này là lần thứ hai, lần đầu tiên thì gửi hai chiếc thì mình làm xong mình gửi người anh em đang sử dụng rồi. Thế nhưng mà lần này thì cũng chẳng thấy người anh em nói năng gì cả, mà mình làm cái đài này với lại cái đài này mình cũng có những cái video cụ thể rõ nét chi tiết, nhưng cũng không thấy người anh em liên hệ gì cả. Mình điện thoại thì cũng phải chục lần cũng chẳng được. Mình chẳng biết làm sao như thế nào thì mình chẳng biết, hay người anh em bận rộn không để ý đến thì mình không biết. Thế nên tôi cứ làm cái video để người anh em mà xem được thì liên hệ với mình nhá. Mình gửi cho. Đấy, cái chiếc Sony 1630 này, chiếc Sony 1610 này. Thế còn chiếc này thì chịu. Chiếc này chịu. Làm một cái chiếc đài như thế này với người khác thì mình không biết, nhưng mình là nông dân với bàn tay thô kệch sờ vào phải 2-3 ngày. 2-3 ngày mới làm được. Đấy là còn có đồ đấy, chứ còn nó mà hỏng những cái mà không có đồ thay thế, những cái chiếc đài mono như thế này, đồ thay thế không hề đơn giản. Không hề đơn giản. Nhưng còn tụ điện, điện trở thì không nói, đơn giản nhất con đèn bán dẫn. Con đèn bán dẫn là cái loại đài mono sản xuất lâu đời rồi. Con đèn đời mới không có được, không có được, thay vào không được. Thế mà để mà tra cứu những con đèn bán dẫn tương đương với nhau thì cũng là cả một vấn đề, phải có tài liệu. Nó không có tài liệu thì cũng chỉ có trần vần chịu. Đấy.
Thế nên là những chiếc đài Mono như thế này cực kỳ coi như là cố gắng thì mới làm được, chứ còn nếu không thì chịu, nhìn thấy là hại, chỉ làm một lần lần sau nhìn thấy hại. Hay như cái chiếc đài nội địa Sharp QT77 như vậy, radio nó chạy 5 con IC, mà 5 con IC đấy bây giờ tìm ở đâu ra? Không phải là nó hỏng cả 5 con đấy, nhưng tìm đâu ra, chỉ có tìm ở những chiếc đài nội địa. Mà ví dụ như hãng có đài Sharp QT77 ở Bắc Ninh mới gửi vào vậy, nó cũng tịt radio. Bây giờ lại phải tìm cái con đài Sharp QT77 thì mới có con IC như vậy, chứ còn những con đài khác không có. Thế nên là mình cái đài nội địa là không phải con nào mình cũng múc về để mình bán cho các thượng đế nhá. Cả một vấn đề đấy, nhưng nó không như đài hàng xuất. Đài hàng xuất đó, khi mà nó trục trặc sửa chữa linh phụ kiện này thay thế thì nó dễ tìm, nó dễ tìm đấy. Thôi thế mình dừng video ở đây, một lần nữa trân trọng cảm ơn các thượng đế, thân ái chào tạm biệt, merci, merci beaucoup.